Hoa sen và thuyết luân hồi của Phật giáo. Hoa sen và thuyết luân hồi của Phật giáo. Sen là loài hoa vô cùng gần gũi với người Việt. Hành trình của hoa sen đi từ thiên nhiên, trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chèn nhị vàng, đến tiềm thức của con người để trở thành biểu tượng Phật giáo như một căn duyên. Vào chùa lễ Phật, tượng Phật tọa tòa sen rất uy nghiêm nhưng cũng thật gần gũi khiến lòng người cân bằng và thanh thản. Các văn bản cổ Ấn Độ đã nhắc tới hoa sen tám cánh như một biểu tượng của sự hài hòa trong vũ trụ. Là một tôn giáo sử dụng nhiều ngôn ngữ biểu trưng, Phật giáo đã phát triển nhiều ý nghĩa biểu tượng của hoa sen. Cuộc đời hoa sen là một minh họa cho thuyết luân hồi của nhà Phật. Truyền thuyết của Phật giáo kể lại rằng tại vườn lâm Tỳ Ni, vào lúc đản sinh, mỗi bước trong 7 bước đi đầu tiên của Đức Phật đều có hoa sen hiện ra nâng đỡ. Khi vừa thành đạo, Ngài phân vân trước con đường giáo hóa chúng sinh. Giáo lý giải thoát tế nhị, thâm sâu, ly dục, vô ngã, đi ngược với tập quán ham muốn và suy tư chấp trước của con người. Làm sao để con người có thể tiếp nhận giáo lý ấy? Nhưng sau khi nhìn ngắm hồ sen qua tuệ nhãn của mình, Đức Phật thấy rằng giữa cuộc đời này có nhiều hạng căn cơ khác nhau. Có căn cơ thấp như khi hoa sen còn trầm luân dưới đáy bùn. Có căn cơ cao khi đã vươn lên thành hoa sen xòe nở, đón nhận ánh sáng mặt trời. Tương tự, nếu có những người mãi đắm chìm trong dục vọng thì cũng có những người căn cơ cao có thể đón nhận được giáo lý uyên thâm mà Đức Phật đã chứng ngộ. Do đó, Đức Phật đã quyết định lên đường chuyển vận bánh xe chánh pháp. Sen ẩn sâu dưới bùn sa lìa trần thế gọi là U Vi. Sen ẩn sâu dưới bùn sa lìa trần thế gọi là U Vi, giống như cuộc đời của người tu hành luôn tránh xa những điều trần tục. Cuộc đời ấy là sự dâng hiến âm thầm, là nỗ lực vươn đến sự giải thoát chứ không khoe khoang. Sen khiêm tốn, không khoe tài đùa sắc với các loài hoa khác trên đồng nội, gọi là ẩn vi, thể hiện sự khiêm nhường như cuộc đời tu hành của người Phật tử. Có người cho rằng đạo Phật là đạo hoa sen. Quan điểm này không phải là không có lý, bởi trong Phật giáo hoa sen là... Hoa sen là biểu tượng của sự thuần khiết và sự hóa hồn nhiên. Họ không đua chen danh lợi, những tiếng tăm hay của cải vật chất chỉ là phù du. Lá sen ngửa rộng lên trời với những thớ mạch như nét vẽ của thiên nhiên gọi là tế vi. Tất cả mặt phải của lá đều hướng lên, tượng trưng cho sự thành tâm. Tương ứng, người Phật có nhiều pháp môn tu tập, đều quy về một hướng giải thoát. Mọi thành phần của sen đều có công dụng hoặc để chữa bệnh, hoặc để ăn, được gọi là tinh vi, cũng giống như là thân, khẩu, ý của một người Phật tử, biết thúc liễm thân tâm, luôn luôn có công dụng cứu người giúp đời. Nhờ tất cả các đức tính cao quý đó mà sen gần gũi Đức Phật, biểu thị được ý Phật. Cuộc đời sen còn như là một minh họa cho thuyết luân hồi của nhà Phật. Dưới mặt nước trầm mặc sau mùa sen tàn lụi, tưởng chừng đã chôn giấu đời sen mãi mãi. Nhưng không, dưới ấy không còn gì mất đi, chỉ là sự chuẩn bị cho một kiếp mới hiển hiện. Sen tàn, sen nở, sen tàn cũng chỉ là vòng luân hồi thường tình như quan niệm Phật giáo bấy lâu nay. Hoa sen trong Phật giáo còn thể hiện ở trong những biểu tượng khác như là lễ Phật. Hai bàn tay chắp lại làm thành hình hoa sen chưa nở. Kiểu lễ này gọi là liên hoa hợp trưởng. Theo kinh Lalita Vistara, phần tâm linh của con người thì vô nhiễm giống như hoa sen mọc trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Còn theo Phật giáo Mật Tông thì trái tim của con người giống như đóa hoa sen hàm tiếu. Khi Phật tính phát triển, bên trong thì đóa hoa sen sẽ nở. Đây chính là ý nghĩa của việc Phật ngồi trên đóa sen.
biểu tượng hoa sen trong Phật giáo được thể hiện rất uyển chuyển với nhiều màu sắc và dáng vẻ khác nhau. Mỗi cách thể hiện tượng trưng cho một ý nghĩa riêng biệt. Sen trắng tượng trưng cho sự thuần hóa của nhân tính, bồ đề tâm hay còn gọi là giác tâm, thường có 8 cánh ứng với bát chính đạo, là đặc trưng của phái Mật Tông và là đóa hoa sen của các vị Phật. 3 cánh hoa dưới tượng trưng cho Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. 5 cánh hoa phía trên tượng trưng cho 5 đức hạnh theo thứ tự từ trái qua phải, từ ngoài nhìn vào là trí, tuệ, hỷ, xả, tinh tấn, thanh tịnh và từ bi. Sen đỏ tượng trưng cho bản chất nguyên thủy của trái tim, là đóa hoa của tình yêu, đam mê và sự năng động. Đây là loại hoa sen của Quan Thế Âm. Sen xanh là biểu tượng của trí tuệ, trí thức, của chiến thắng của tinh thần đối với các cảm quan. Đây là loại hoa sen của Văn Thù Sư Lợi, hiện thân của trí tuệ viên thành. Sen hồng là loại sen tối thượng, thường được dành cho các vị tối cao, là đóa hoa sen của những vị tu theo giáo phái Huyền Thủy. Sen tím thẫm là đóa hoa sen huyền diệu, biểu thị những hình ảnh của phái Mật Tông. Đạo Phật truyền vào Việt Nam cũng làm phong phú thêm cho ý nghĩa biểu tượng của hoa sen đối với người Việt. Hoa sen là loài hoa mang trong mình biểu trưng của Phật giáo, mang những phẩm chất tốt đẹp của Phật giáo. Hoa sen sinh ra gắn liền với lịch sử Phật giáo nói chung và hơn 2.000 Phật giáo Việt Nam nói riêng. Việc hoa sen được lựa chọn để trở thành quốc hoa của Việt Nam cũng là một phần từ ý nghĩa thiêng liêng này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.